Đêm nay được khách hàng đi xem khu tái định cư Đông Khê 2, DT03, hay còn gọi là lò vị trí giáp danh giữa trường Đại học Y nhé, cổng trụ trường Đại học Y với lại đường Đông Khê 2. Đối diện bên tay phải này sẽ là Ủy ban phường Đằng Giang. Đây. Đường tuyến 2 thôi, cống đi trồn là phải cần thoát nước là xong đó. Mặt sau tuyến 2 sẽ là sân trường Đại học Y, hai mặt thoáng. Đây là công an phường Đằng Giang này, Ủy ban nhân dân phường Đằng Giang, trước mặt là ngã tư An Đà với đường Đông Khê 2. Vị trí chúng ta đây, đi thẳng đến trung tâm thành phố, 176 km là đường Lê Lợi, bên trái 700 m là ra Lạch Chay, Lê Hồng Phong, bên phải đây là ngã tư đây, đây đường trường Tràm kia, phía trước kia là trường học đấy. Đi chợ ra đường An Đà khoảng nói rồi. Trên này là cổng phụ này, trên Đại học Y và đi ra ngoài đường Đông Khê 2 là ba cái đang chuẩn bị bơm nước lên để làm ấy. Thì mấy đợt vừa rồi là mưa bão cũng nhiều quá chưa làm được. Sau đây là mặt đường thì ở đây sẽ có là vị tại cái vị trí này này có lô L1 16 nhé, có một mét phải 8 m², ngang 5. Mặt trước thì sẽ là đường tuyến 2 này, còn mặt sau thì sẽ là sân trường Đại học Y. Còn đi tiếp tham quan nhé. Cống bi đã tập kết rồi, đây đang chuẩn bị bơm nước ra để làm tiếp đây. Mấy hôm vừa rồi là mưa ảnh hưởng bão, mưa liên tiếp nhiều ngày cho nên là máy móc không có làm được. Hôm nay là sẽ rất nhanh xong mặt bằng này. Thì là đến gác hết thôi, chuẩn bị tập kết hết rồi. Đó. Đây, mặt tuyến 2 sẽ vào đây, các sinh viên đi học đấy nha. Đây là cổng của trường Đại học Y đây, vô cùng đông đúc. Đó. Đây từ cổng phụ này chạy dọc khắp lên đây giải là một nhé. Đây đường đây đào rồi thì mới bơm nước là xuống cống bi tầng giải bây giải nhựa bó vỉa là ok. Đây là mặt đường. Doanh buôn bán luôn, cà phê luôn, các cái dịch vụ khác là đều được cả ở cái dãy tuyến này nhé.